Kính chào khán giả của đài Nhân Bản Lạc Việt. Và hôm nay thì đến được là Phan Thuần. Phan Thuần gọi ông Nguyễn Nhân Ức, đó là người đứng đầu cái tập thể chiến sĩ hải ngoại Việt Nam Cộng hòa hải ngoại đấy, nó gọi bằng anh. Mất dạy. Anh đó là anh của cha nó. Nó hồi 30 tháng 4 75 nó chỉ là đứa con nít 13 14 tuổi. Bây rồi nói những lời sắc máu và đem ra xử bắn liền tại chỗ, cho xin lỗi. Thuần à, em không biết gì cái quân cương, quân pháp, quân kỷ của Việt Nam Cộng hòa hết. Cái mà gọi là xử bắn tại chỗ đó chỉ có đối với bọn phát xít, bọn cộng sản thôi. Còn chế độ Việt Nam Cộng hòa của chúng ta là chế độ nhân bản, nó cùng lắm là bắt đi làm lao công đào binh thôi. Còn bây giờ mà đem cái chuyện đó ra mà kết tội ông cha chúng ta bỏ chạy, xin lỗi, nói như cái vị trung tá mà trong trại cải tạo mà ông tát vô mặt cái người mà bạn tù ông đấy. Tại sao người ta đi được không chúc phúc cho người ta, ở đây làm gì? Ở lại cũng tù đài khổ sở, con người bị nó đem ra nó tử hình, nó xử bắn không? Đừng bao giờ mà nói cái kết tội mà những người đó, bây giờ xin lỗi, bây giờ mới có câu nói, hồi xưa cũng có nhiều người kết án Tổng thống Hiểu là bỏ chạy. Một người bạn trẻ có ý kiến, phải biết trước chạy trước người ta rồi, đừng có kết tội người ta như vậy. Một khi người ta đi đó, cũng vì cái hoàn cảnh nó nghiệt ngã như vậy thôi, chứ thật sự á, cái đời quân nhân người ta cũng muốn chết vì nước thôi. Bây giờ giống như kiểu tướng Hoàng Vĩnh Lạc, tướng của sư đoàn trưởng, sư đoàn chính, ông không tự tử được, ông không bỏ chạy, nhưng ông không đầu hàng, không bàn giao, kết cuộc sao? Ở tù 13-14 năm, với tướng Lê Minh Đạo cũng vậy thôi. Đó, bây giờ những người ở lại á, tù đài khổ sở á, thì làm được gì cho người ta? Còn những người ta đi được á, thì cũng nên mừng cho người ta. Thế bây giờ bày đặt nói cái vấn đề mà sắc máu, đem ra xử bắn, xin lỗi. Thuần là cái gì mà thuần xử bắn người ta? Dựa theo cái quân pháp, quân cương, quân kỷ nào mà bắn người ta? Một đứa con nít mới 13, 14 tuổi của cái ngày 30 tháng 4 đó biết cái gì mà bây giờ lớn giọng như vậy? Đó, đó lời là nhắn nhủ tới cái thằng Phan Thuần nào đó mà mới nói lên những cái lời đó đối với mà ông cha của chúng tôi hồi xưa, những người đã may mắn mà thoát trong cái ngày mà nước mắt là vậy thôi. Dạ, xin cảm ơn tất cả. Dạ. Kính thưa quý vị, chúng tôi với anh Thuần Phan thì không có ân oán hay là thù hằn gì cả, nhưng mà trước cái việc mà anh Thuần ấy lên tiếng, anh ấy đả kích những cái vị niên trưởng của chúng tôi là một cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Khi mà anh Thuần lên tiếng đả kích những cái vị niên trưởng của chúng tôi trong Quân lực Việt Nam Cộng hòa như là ông Nguyễn Văn Ức đó, thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi có bổn phận phải nói lên một vài lời công đạo cho cái sự kiện này. Trước hết là cái lần duy nhất mà chúng tôi có cái dịp sinh hoạt với anh Thuần Phan là trong cái dịp mà cộng đồng chúng ta đi lên trên Sacramento. Chúng ta có một cái xe bus chở mấy chục người lên trên Sacramento để mà phản đối ông thượng nghị sĩ De Leon, khi mà ông ấy là cái thời điểm đó ông ấy là chủ tịch của thượng viện tiểu bang California, và ông ấy đã để cho thượng viện lúc bây giờ bịt miệng thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Thì cộng đồng chúng ta lên đó để phản đối. Vâng, thưa quý vị, lúc mà trước khi mà chúng ta chia nhau đến văn phòng của ba vị thượng nghị sĩ trong quốc hội tiểu bang California, thì chúng ta đã phân công, đã lựa ra, ban tổ chức đã lựa ra ba người gọi là trưởng phái đoàn, để mà trưởng nhóm, để mà đưa cái nhóm đồng hương của chúng ta tới gặp các vị thượng nghị sĩ. Trong đó thì cho ba người trưởng nhóm đó là một là anh Thuần, hai là anh Phát Bùi, và người thứ ba là cá nhân chúng tôi. Thì trước khi mà đi đó, chúng ta có một cuộc họp ở văn phòng của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn để mà mình bàn kế hoạch, nghĩa là mình khi mình tới văn phòng các cái vị thượng nghị sĩ thì mình sẽ nói những gì. Mình tấn công họ những cái gì, và mình làm sao để cho những cái cuộc tấn công của mình nó có giá trị, để cho họ cảm thấy, để cho họ nhận cái lỗi của họ, và nó có lợi cho cộng đồng của mình. Vâng, tất cả mọi việc đều đã được bàn thảo và có bài bản hết rồi đó, và cả ba trưởng phái đoàn được dặn rất là kỹ lưỡng là chúng ta phải thực hiện như vậy và chỉ như vậy, không có thực hiện khác tí nào cả. Vâng, mọi và cả ba người đều đồng ý hứa với nhau là chúng ta sẽ hoạt động như vậy. Thế nhưng mà khi mà phái đoàn của anh Thuần tới cái văn phòng của ông thượng nghị sĩ De Leon, thì không biết là vì anh Thuần thiếu khả năng lãnh đạo hay là vì đã được cho bằng cò mồi trước, do đó có một vài người trong phái đoàn của anh ấy thay vì tố cáo ông thượng nghị sĩ De Leon thì lại lên tiếng khen ngợi ông ấy.
rồi vỗ tay. Và khi mà mình khen ngợi ông thì đương nhiên những cái người chính trị gia như ông thượng nghị sĩ cáo già như vậy, khi mà họ được thay vì mình tấn công họ, mình than phiền với họ mà mình lại khen ngợi họ, thì họ đứng lên họ phát biểu, họ làm một cái bản speech. Mà sau cái lời phát biểu của ông thượng nghị sĩ thì cộng đồng mình lại vỗ tay hoan nghênh ông. Tức là ngày hôm đó mình tới anh Thuần đoán đưa một phái đoàn Việt Nam tới văn phòng của ông thượng nghị sĩ Leon, không phải để phản đối ông mà tới đó để cho hoan hô ông, để vỗ tay hoan nghênh ông. Cái đó là một cái điều đi ngược lại với tất cả những cái gì mà anh Thuần đã đồng ý với ban tổ chức, là mình đưa phái đoàn của đồng hương Việt Nam mình đến văn phòng của ông. Thưa quý vị, với cái sự kiện đó chúng tôi phải nói rõ là không phải là bây giờ anh Thuần khi mà anh ấy đả kích mấy ông liên trưởng bên quân đội chúng tôi mới lên tiếng, nhưng mà ngay khi mà trở về chúng tôi và anh Phát Bùi có lên một số những cái cơ quan truyền thông và truyền hình để mà trình bày lại sự việc. Chúng tôi đã, cá nhân chúng tôi đã lên tiếng và đả kích cái chuyện đó, không phải là vì chúng tôi ghét gì anh Thuần, nhưng mà để cho đồng hương biết đây là một cái sự thất bại trong cái chuyến đi của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Một người trưởng phái đoàn, một trong ba trưởng phái đoàn đã phản phé, đã để xảy ra cái chuyện như vậy, cố tình hay là vô ý, thì cái đó cũng là một cái sự phản phé, đó là một cái sự thiệt hại lớn lao cho cộng đồng chúng ta đó. Và bây giờ nếu mà một cái con người như vậy, một con người mà không biết là thiếu khả năng hay là cố tình phản lại, làm ngược lại những cái dự định của cộng đồng chúng ta, thì con người đó có xứng đáng, cái tư cách người như vậy có xứng đáng để mà là cái người đứng ra phê phán những cái vị sĩ quan cao cấp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa rằng các ông là những người đào ngũ, các ông đi trước khi Dương Văn Minh đầu hàng, các ông thế này, các ông thế nọ, các ông không xứng đáng để đại diện, các ông không xứng đáng để thế này thế kia. Thưa quý vị, cái người như anh Thuần Phan không có đủ tư cách để phê bình bất cứ một ai, huống hồ là phê bình các cái vị sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, cái đó là cái điều mà chúng tôi muốn trình bày. Dung xin kính chào quý vị khán giả của Đài Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Thì hôm nay thì Dung đến đây cùng với đồng bào quốc nội và Liên ủy ban chống cộng sản và tay sai đã có một cuộc biểu tình tuần hành để ủng hộ cho đồng bào quốc nội vùng lên cứu nước chống giặc ngoại xâm là giặc Tàu, không đợi trời chung với Tổ quốc Việt Nam. Và hôm nay cũng là một vấn đề mà Thùy Dung phải nói đây là trước khi Thùy Dung nói điều này thì Thùy Dung xin quý vị đồng hương hiểu là Thùy Dung không phải là một người dễ nóng nảy, hay là Thùy Dung có những lời lẽ thô tục, nhưng mà ông bà ta thường nói đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Cho nên khi mà Thùy Dung đã dùng những cái văn từ bất lịch sự, hay là những người mà đã lên Facebook chửi Thùy Dung là vô văn hóa, thì xin quốc vị, xin những kẻ đó, vì Thùy Dung rất khinh những kẻ làm việc dưới cái lá cờ của chính nghĩa, cờ vàng ba sọc đỏ, nhưng lại tiếp tay với Việt Cộng và tiếp tay với lại những tên tay sai nằm vùng hòng gây chia rẽ, phá hoại cộng đồng của người Việt tị nạn cộng sản. Và các kẻ đó đã vì đồng tiền của cộng sản mà bán mất lương tri linh hồn cho quỷ dữ, cũng như là bán mất lương tri cho những kẻ tay sai. Hôm nay ta đã có những lời lẽ tới mụ Trần Thanh Hiền, cũng như là tên luật sư Bá Dơ Nguyễn Quốc Lâm, cũng như là tên Ngu Kỷ. Mà tên Ngu Kỷ đó là ai? Là một chí phèo bôn xa, chỉ lợi dụng những cái danh nghĩa chống cộng để mà làm những chuyện tồi bại, hiểu nhân vô nghĩa. Những kẻ đó Thùy Dung không đáng để Thùy Dung nói, nhưng đây là Thùy Dung không phải nói lên, vì thời điểm này là thời điểm mà chúng bay
mang Việt Cộng vào tiếp tay với Việt Cộng. Bằng chứng chúng bay đã dùng cái đồng tiền để chúng bay bịt miệng nghị viên Tài Đỗ để mà không cho Hy nói bất cứ một cái luật lệ mà Hy thấy là đó là đều đúng, mà chúng bay vì cái đồng tiền của cái cộng sản phê cho chúng bay, cho nên chúng bay đã dùng những cái lời lẽ thô bỉ đối với một nghị viên mà Thùy Dung suy nghĩ là các kẻ đó không khác gì là những cái tên mà Việt Cộng nằm vùng đánh phá cộng đồng không đủ, bây giờ dùng cái đồng tiền của cộng sản muốn chia rẽ, muốn biến cái thủ đô tị nạn cộng sản thành cái thành phố Hồ Chí Minh City. Xin lỗi, nếu những kẻ đó muốn biến thành Little Sài Gòn thành nơi mà Việt Nam đang bị, người dân Việt Nam trong nước đang bị quằn quại, đang bị đau khổ, đang bị cướp bóc, đang bị cướp đất cướp nhà của những tên chó bu làm tay sai bán nước, bán mảnh đất của ông cha cho giàu cộng, thì chúng bay muốn biến cái thủ phủ tị nạn cộng sản thành cái thủ phủ của cộng sản, thì xin tao là một cư dân thành phố Westminster, cũng là một người tị nạn cộng sản, sẽ chống đến cùng, đến hơi thở cuối cùng nếu chúng bay là những kẻ tay sai. Còn tên Phan Quang Thần, tao không khác lạ gì mày, mày chỉ là một tên, nói xin lỗi, cái bằng kiến trúc sư của mày tao không biết là nó có từ lúc nào, nhưng khi mày cần, mày đến với cộng đồng của người Việt quốc gia, mày đến với Liên Ủy ban, mày làm những việc mà gọi là đưa tên tuổi, đánh bóng tên tuổi của mày lên, bây giờ thì mày lại vì cái đồng tiền cộng sản mà mày cùng với con mẹ Thánh Hiền, là một con mẹ ăn cháo đá bát, con mẹ dâm tặc, con mẹ dâm đảng, để mà chống chọi lại Liên Ủy ban, chống cộng sản và tay sai. Ta xin lỗi, tên Phan Quang Thần không đủ trình độ, không đủ một cái tư cách để mà đại diện cho những người tị nạn cộng sản, chứ đừng nói gì là nói là tôi là đại diện của một ban giám sát, thành viên, ủy viên hay là cái gì. Tụi mày dùng những chữ ủy viên giống như là tụi mày công nhận là tụi mày là một thành viên của Việt Cộng. Đây là một lần nữa, tao cũng không phải vì đồng tiền như tụi mày mà để tao chửi tụi mày. Vì tao chửi tụi mày là vì tao thấy những công việc làm, những thái độ, những cơ cấu, những việc mà tụi mày làm trong bóng tối cũng như ngoài ánh sáng đều sai lệch đi với con đường chính nghĩa quốc gia mà ngày xưa các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã cố gắng gìn giữ để có sự tự do của miền Nam bao nhiêu năm, mà bây giờ xin Nguyễn, tao hỏi mày Phan Quang Thuần, mày lấy danh nghĩa gì mày được hạch sắc bác Nguyễn Văn Ức nói là bác là một tên đào ngũ, một người đào ngũ. Mày hiểu biết gì về chiến tranh Việt Nam, những cái năm mà mày Việt Cộng nó vô, tao nghĩ mày có hơn tao chỉ vài tuổi, cho nên mày không hiểu biết gì thì mày câm cái họng chó mày lại. Cái đồ kiến trúc sư khốn nạn chó đẻ của mày không đáng để mà nói chuyện với những người cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, những người đã hy sinh xương máu, mặc dù những người đó họ qua đây vì họ không chịu nổi cái sự khốn nạn, cái sự chó đẻ mà Việt Cộng đã cướp bóc miền Nam và đã làm cho miền Nam
thấy mày, tụi mày thấy 44 năm vừa qua Việt Cộng đã làm gì được cho gì cho quê hương, hay là chúng bác dần dần cái mảnh đất của ông cha để lại, mà bây giờ tụi mày vì cái đồng tiền đó mà tụi mày đi, tụi mày hùa nhau, tụi mày chửi những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những người như bậc bác Phan Kỳ Nhơn, bác Nguyễn Văn Ức và những các sĩ quan, cựu sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, là những người đã từng hy sinh một phần thân thể, một phần xương máu của họ để cho mày có sự tự do bao nhiêu năm. Mà cái học thức của mày, nếu mà ông bà mình nói tiên học lễ hậu học văn, mày học văn cái con khỉ gì mà mày đi mày đối xử với một bậc cha chú mà mày dùng những cái câu khốn nạn mất dạy đối với một cha chú như vậy, thì mày không xứng đáng là một người Việt Nam. Việt Nam có câu trước khi mình làm điều gì mình phải tôn trọng những người lớn tuổi. Mày có tôn trọng, tao nghĩ thiết nghĩ chắc mày không tôn trọng gì ông bà cha mẹ tổ tiên của mày, sanh mày ra mày cũng chẳng tôn trọng, cho nên bây giờ mày mới đi mày dùng những cái lời lẽ khốn nạn mất dạy của mày để mày chửi những cấp bậc trưởng thượng. Một lần nữa tao nói thiệt với tụi bay, tao thì Dung Nguyễn muốn cái gì thì tụi bay đến gặp tao, chứ đừng có đưa những cái dùng những cái từ ngữ mà gọi là tao ăn tiền, tao xin lỗi mày. Cái đồng tiền của tụi mày dù tụi mày có nhét vô đít tao đi nữa tao cũng không thèm, chứ nói gì là tụi mày mặt chó của tụi mày. Không biết tao có cần phải nhìn tụi mày không? Tụi mày không xứng đáng. Tụi mày xuống mồ tụi mày chôn hết đi. Tụi mày chôn tụi mày, chính tụi mày chôn tụi mày vì cái đồng tiền thối nát mà tụi mày đang tiếp tay, chứ không phải những người hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Và hơn nữa là những tụi mày á, làm được cái gì cho cái cộng đồng này, hay tụi mày chỉ chia rẽ phá hoại để tiếp tay với Việt Cộng hòng đánh phá, biến cái city này, biến cái thành phố này, biến cái thủ phủ này thành một nơi từ trước đến giờ chống cộng, mà tụi mày muốn chỗ này thành nơi là để cho Việt Cộng nó vô, nó buôn bán, nó hạt sắt, nó buôn bán. Rồi tụi mày tặng bằng tưởng lộc, tụi mày khen ngợi, tụi mày cho nó vào làm phim. Tôi xin lỗi, cái phim của tụi mày có ra đi nữa cũng chẳng làm được cái đéo gì hết. Con Mộ Thanh Hiền, tao nói mày một bà, tôi nói bà một lần nữa nha, bà không đáng sắp ghét cho cái sự đạo đức của những bậc cha chú. Chứ nói gì là bà đừng cứ nói là bà dân sĩ ở đây, dân sĩ cái con mẹ đồ dân tộc, đồ chín đời chồng chưa đủ hả? Tao xin tặng cho mụ bốn câu nè: chín chuyên em lấy chín chồng, vo tròn bỏ vợ, em gồng đi chơi, dọc đường quan đức sọt rơi, nó bò lỗn nhỗn chín nơi chín thành. Cái tư cách, cái đạo đức của mày có không? Của bà có không? Mà bà nói người khác đồ vô học thức. Còn thằng Phan Thuần, ta nói mày, chính vì mày, mày là một cái thằng mặt heo từ nào giờ, ta nói ta xin lỗi, mày không biết mày bón ghét chân ta chưa nữa, mà mày bày đặt, mày nói là hả, tao yêu mày hay tao yêu mày kỳ trước tao yêu mày, xin lỗi, mặt chó của mày không đáng sách ghét cho tao. Phan Quan Thần, cái tư cách đạo đức của mày không đủ trình độ để đối nhân xử thế, chứ đừng nói gì mày so với lại những bậc trưởng thượng như là bác Phan Kỳ Nhơn và bác Nguyễn Văn Ức. Một lần nữa thì Dung xin kính chào quý vị khán giả của Văn Hóa Nhân Bản Đặc Biệt. Và những cái điều gì mà thì Dung nói thì Dung không phải để nói ra đây để mà quý thì Dung hạ nhục hay là
thì Dung là vô giáo dục. Nhưng quý vị phải hiểu, khi quý vị gặp những tên đó, quý vị không thể nào mà quý vị dùng những lời lẽ thân thiện, nhỏ nhẹ được. Bởi vì cái đầu của chúng bây giờ bị Việt Cộng nó bán đứng, nó mua chuộc. Cho nên tụi đó là một cái lũ bán đứng. Cho nên Thùy Dung mới phải dùng những cái lời lẽ thô tục bỉ ổi để đối mặt với những tên chó xanh, những tên Việt gian, những tay nằm vùng. Xin kính chào quý vị, và Thùy Dung xin chúc đồng hương một ngày cuối tuần thật vui vẻ, và xin quý vị cầu nguyện cho quê hương Việt Nam sớm được thanh bình thật sự, khỏi thoát khỏi tay cho mọi người trong nước hiểu được sự mất mát mà chúng ta đã bị đô hộ 1000 năm. Thì xin, nhất là các bạn trẻ, đừng thờ ơ nữa. Thì Dung xin một lần nữa, các bạn đừng thờ ơ nữa, hãy vùng lên cứu nước để mà quê hương Việt Nam thật sự thanh bình, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị.